tất cả những cái mặt cắt là gì? Tức là người ta, tại vì cái chị nên nhớ rằng là cái gì nào có coi cái hình CT chưa? Hình CT á, là người ta quét nguyên một lá cắt, người ta quét rồi sau đó từ cái hình khô, từ cái dữ liệu đó người ta có thể tái tạo mặt cắt sagittal, mặt cắt coronal hoặc là mặt cắt oblique. Cái gì biết không? Tại vì cái lát cắt của CT là nó liên tục như vậy, nó tạo thành một cái khối dữ liệu, từ khối rồi người ta tái tạo các cái khác. Thì cái siêu âm này nó cũng như vậy, người ta sẽ quét một cái khối dữ liệu, từ cái khối dữ liệu đó, tại vì hình không phải là một lát cắt nào mà nhiều lát cắt nó nối với nhau giống như CT vậy đó, thì lúc đó người ta sẽ tái tạo, thì người gọi là multiplanar, người ta có tái tạo một mặt cắt, ví dụ như là từ một cái quét đó thôi người ta muốn lấy tạo lát cắt dọc, người ta muốn tái tạo các cái phần đều được hết, không? Rồi cái volume render tức là ví dụ như mình làm những cái mốt mà tái tạo cái bề mặt, hoặc là mình làm cho nó thông suốt, hoặc là mình tính toán được cái thể tích của cái khối đó, là những cái này nó tái tạo được hết, và những cái này nó ứng dụng được rất là nhiều. Và riêng về cái volume render này, rendering này đó, thì nó có thể là cái mốt mà tái tạo cái khuôn mặt, cái bề mặt, có thể thể tạo là cái kiểu thông suốt và tính theo cái thể tích. Thì cái mốt mà bề mặt á thì nó chia ra nhiều cái mốt nữa, nhiều cái phụ nữa, ví dụ như là nó làm cho khuôn mặt thêm và mịn, tức là ví dụ như cái mặt mộc mình á thì nó gọi là surface texture, còn nếu mà mình bôi thiệt nhiều các điểm lên á thì nó là smooth, phải không? Là nhiều em bé là mặt lắng mịn đi bởi vì mình xài cái mốt smooth, hoặc là mình dùng cái gradient line, hoặc là cái line, tức là mình một cái khuôn mặt em bé đó mình có thể chiếu đèn nhiều góc độ để mình xem nó, hoặc là mình cái HD, tức là độ phân giải cao á, line và HD line và sụp phát và HD line mốt, tức là những cái mốt này là máy nó phải mặt thì người ta mới làm được, thấy không? Thì lúc đó người ta tái tạo đó cái mốt mà trong suốt này nó cũng có nhiều kiểu. Ví dụ như cái kiểu mà glass body mode này người ta dùng trong cái mạch máu, không? Rồi cái inversion mode này khi mình làm cái siêu âm mà coi cái vòi trứng á, đánh giá cái hướng dịch tai vòi, mình hay dùng cái mode này đó. Rồi đo cái thể tích á, thì mình có cái vocal hoặc là sono EVC, cái này là mình đếm năng đoạn, cái này mình đo cái thể tích buồng trứng. Cái này nó quan trọng lắm, là bởi vì những cái buồng trứng đa nang là người ta cần đến cái mốt này, tức là mình muốn coi cái thể tích buồng trứng nó có to hay không, những cái đếm có bao nhiêu năng loãng, hoặc là mình khảo sát hiếm muộn á là mình sẽ cần đến những cái mốt này. Rồi bây giờ mình quét khối như thế nào, thì các anh chị thấy một cái khối hình khối như vậy để quét á thì nó có chiều cao và có cái độ rộng, thấy chưa? Ngoài ra nó có cái bề ngang của cái khối quét nữa, như vậy là nó có ba cái cấu trúc là mình sẽ quét ra cái hình. Bây giờ nó có ba trục như vậy tái tạo hình. Thì nguyên tắc nếu mình để cái khối này nó càng lớn thì máy nó phải xử lý càng nhiều, đúng không? Nếu cho nên rằng là nếu mà cái máy mình không có mạnh mẽ lắm thì mình để vừa đủ xài, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc vừa đủ xài. Mình để càng lớn thì máy nó càng xử lý nặng, đúng không? Để cái khối này vừa phải thôi. Đó, thì mình sẽ ưu tiên là mình cần cái chiều dài cái phía nào nó nhiều, thì ví dụ như mình cần chiều dài này nó nhiều thì mình sẽ thu hẹp bớt cái phần khác lại, thấy không? Tức là tùy cái cấu trúc mình khảo sát để mình cho cái khối này nó rộng về ngang, rộng về dọc, rộng về sau, tùy. Đó. Và máy nó chia hai mốt, tức là một cái mốt nó gọi là chất lượng thấp và mốt chất lượng cao. Cái này nó giống như CT vậy đó. Bây giờ anh muốn cắt lát cắt mỏng hay là anh muốn cắt lát cắt dài? Anh cắt lát cắt mỏng á thì chất lượng nó cao hơn và mình dễ tái tạo hơn, còn lát cắt dài thì chất lượng nó kém hơn nhưng mà nó sẽ nhanh hơn, còn lát cắt mỏng thì nó sẽ chậm hơn đó. Rồi. Và đây là cái kiểu tái tạo của nó. Như vậy là sau khi quét khối ra, bây giờ tôi cần cái lát cắt axial thì nó ra cái hình này, tôi muốn cần cái lát cắt coronal nó ra hình này, tôi muốn cắt sagittal thì nó sẽ ra hình này. Bây giờ rồi cũng cái hình này nó rất là quan trọng, là bởi vì khi mình làm á, là mình muốn lấy đúng trục chuẩn của nó,
thì mình sẽ dựa vào cái này và này. Ví dụ như trên lá Excel này, lấy đây là cái đường giữa của nó, mình chỉnh đúng đường giữa thì cái này nó là đúng cái trục giữa, các cách đúng sai rồi. Còn không cái hình nó sẽ lệch một bên. Cái gì không? Mà cái này nếu mà không có ba là mình chỉ ước lượng thôi. Ví dụ như mình thấy cái sương mũi phía trước này, mình thấy cái lớp mồm cái sau này là mình trên 2D đó, là mình nghĩ là mình lấy đúng đường giữa rồi, mà nhiều khi nó còn hơi lệch chứ không đúng đường giữa. Còn nếu mà lấy đúng chuẩn thì mình phải dùng cái hình 3D này mình tái tạo thì mình sẽ lấy được đúng chuẩn. Đó, như vậy đây là cái hình 3D rất là quan trọng để phải. Rồi từ đó là ví dụ như là để tái tạo cái khuôn mặt thì cái nguyên tắc mà xuất phát á, cái nguyên tắc mà tái tạo khuôn mặt á là mình sẽ áp, mình sẽ để cái bốc này nè, nó áp phía trước mặt em bé. Cái bốc này nó càng lớn thì máy nó sẽ xử lý càng nặng, càng nhỏ thì nó sẽ xử lý tốt hơn. Và cố gắng không có một cái cấu trúc gì nó len ở giữa mặt rồi cái giữa cái bốc này và cái mặt em bé. Rồi, nói chung là để cho cái hình này nó đẹp thì trước mặt chỉ toàn là nước ối thì nó sẽ tái tạo được. Còn trước mặt mà tay với lại dây rún mà nó đầy hoặc là những trường hợp chịu ối thì rất khó, rất là khó tái tạo. Rồi bây giờ mình sẽ có nhiều cái kiểu, ví dụ như máy nó cho phép mình chất lượng này thấp, chất lượng này vừa và chất lượng này maximum. Thế nhưng mà cái gì thấy rằng là cái hình này thì nó không có nét, cái hình này thì nó nét quá đến mức mà nó mất đẹp luôn, đúng không? Thì như vậy thì người ta mới nói rằng là cái hình giữa này á nó mới là tốt nhất. Cho nên rằng là người ta nói rằng là cái độ phân giải cao nhất chưa hẳn là cho cái hình đẹp nhất, đúng không? Nhưng mà thường là những cái này máy nó cho phép mình chọn, tức là mình có thể chọn chất lượng vừa, chất lượng cao, chất lượng trung bình, mình thấy cái hình nào mà nó đẹp thì mình lấy, đúng không? Rồi. À, đây là so sánh giữa một cái hình của một em bé trên cùng một cái máy, và đây là cái hình người ta chụp từ 4D, tức là từ người ta làm 4D người ta dùng hình là người ta lấy, và đây là người ta dùng cái mốt 3D. Thì cái hình 3D này cái độ phân giải nó cao hơn hẳn hình 4D. Lý do là 3D là máy nó sẽ quét khối và nó từ từ nó quét và nó lấy rất là nhiều dữ liệu. Còn 4D là tôi nói như vậy, tức là nó cắt nó dày hơn để máy nó chạy để mà làm được 4D. Cái gì hình dung đó, khả năng máy nó là một, nhưng mà nếu mình làm 3D thì nó dồn hết sức nó làm cái 3D tức là nó quét khối. Còn nếu mình làm 4D thì nó vừa phải quét khối đó vì dựng hình nó làm. Cái gì hình dung không? Thì 4D độ phân giải không bằng 3D, chắc chắn thì vậy. Cái gì hình dung không? Đó là chưa kể nếu đồ dò nó không mạnh lắm thì 4D nó nhiều khi nó chỉ 5-7 của mình như vậy, còn đồ dò nó mạnh hơn thì nó được đến 10-15 của mình như vậy, còn nó tốt hơn nữa thì nó được 20+ của mình như vậy, nhưng mà nó vẫn không luôn luôn không bằng cái hình 3D, cái độ phân giải không bằng 3D. Cho nên cái gì? Điều này có nghĩa là gì? Nếu cái gì nào mà làm phòng mạch á, mà muốn làm cái video cho bà bầu á, thì cứ làm cái 4D, nhưng mà nếu mà muốn lấy cái hình đẹp á thì lúc đó các anh chị dừng lại chuyển qua hình 3D để có hình rất đẹp. Nên nhớ điều đó nha, hình 3D luôn luôn đẹp hơn là hình đẹp. Dạ. Và đây là cái nhược điểm của cái hình này. Sở dĩ mình thấy cái khuôn mặt này, nó khuôn mắt này nó biến dạng và cái mũi này nó biến dạng là bởi vì máy nó xử lý không kịp. Nếu mà nói thực sự real time á, là tức hình nó hiện hình lên. Còn bây giờ và cái mũi nó đang ở đây rồi cái nó lùi lại phía sau, lúc đó cái máy nó tái tạo tiếp, thành ra các anh chị thấy mũi nó kéo dài đang khúc đau. Điều đó là do máy nó xử lý không có nổi, nó chạy không có kịp. Cho nên rằng là đây là một trong những cái nhược điểm của nó. Thì như vậy thì các anh chị nên nhớ rằng là máy nó xử lý cũng cực khổ lắm đối với những cái mốt này, là mình phải biết cách. Dạ. Giữa đây là một cái smooth này, cái này là tô son trắng rất là nhiều nè, còn cái này là cái mặt mộc nè, hai cái khác nhau, thấy không? Đó. Thì người ta sẽ dung hòa lại. Thì bây giờ người ta làm sao? Người ta sẽ dùng nhiều cái mốt, cái này là máy phần mềm nó xử lý á, để cho nó pha lẫn giữa cái sắc độ sáng và cái cấu trúc để cho ra hình như này. Hoặc là nó cho những cái mốt sau này là HD line mà xuất phát hoặc là mút nè, tức là một nửa là xuất phát một nửa smooth, thì nó cho ra cái hình tương đối như thế này.
Như vậy thì với những cái công nghệ bây giờ thì người ta sẽ cho ra những cái hình rất đẹp, nhưng mà các anh chị nên nhớ để được những cái hình này thì thông thường là mình phải 3D hết chứ không phải 4D nha, phải làm 3D hết. Rồi. Và như vậy thì nó người ta ứng dụng 3D ngay cả trong quý 1 không? Chứ không phải là để đến quý 2, quý 3 người ta mới làm đó. Và càng ngày nó càng có nhiều mốt. Thì các anh chị thấy đây là một cái mốt mà nó coloring, mà nó có cái dịch bao quanh nha. Thì các anh chị thấy một cái thai quý 1 mà mình làm như này rất là ấn tượng nha. Người ta coi được rất là nhiều. Rồi, người ta sẽ chiếu em bé nhiều hướng khác nhau nha. À, đây là chiếu thẳng vào mặt nè, đây là chiếu từ trên xuống dưới nè, đây là chiếu từ phía này chiếu xuống nè, đây là cái chiếu từ phía sau chiếu lại nè, cái này là chiếu từ phía dưới chiếu lên nè, đây là chiếu chết từ bên phải này chiếu qua nè. À, tức là sẽ có nhiều cái hướng để mình nhìn. Nhưng mà bây giờ nghĩ hạn nó khác, bây giờ mình có thêm mốt là thêm cục tiền nữa, thêm mốt tức là nó nằm hết trong máy á, nhưng mà mình cứ thêm cục tiền cái nó mở cái chìa khóa ra cái mình coi được thêm mốt vậy đó. À, ngay cả cái mốt này là cái gì thấy giống như cái hình mà trong bào thai vậy đó ha. Cái gì thấy là nó sẽ chiếu sáng, đây này nó chiếu sáng từ này qua, rồi cái này nó chiếu sáng từ bên này qua, rồi cái này nó chiếu sáng từ trên đầu chiếu xuống, cái này nó chiếu sáng từ phía sau á, nó chiếu qua. Đó, nó có thể tái tạo, nó chiếu nhiều góc rồi nó coi đó. À, cái gì thấy là những cái hình ảnh rất là ấn tượng. À, ngay cả thai quý 1 nó rất là rõ để mình khảo sát. À, rồi thì lúc nãy mình làm cái hộp màu, mình làm một cái tái tạo khuôn mặt, mình rất là sợ à, những cái cấu trúc nó che trước mặt. Cái gì thấy rằng là đây là cái bánh nhau và cái dây rốn nó che hết bên. Thì người ta bằng cách là người ta cắt, ngày xưa người ta sẽ cắt thủ công, người ta cắt thủ công cái này đi để có cái khuôn mặt. Còn bây giờ là nó tiến bộ hơn, nó đẻ ra những cái phần mềm, ví dụ như cái gì thế, cái khuôn mặt này ngay sát với nhau để khó khăn rồi. Và bây giờ nó có những cái công cụ là cái bút này nè, nó có thể uốn dẻo được. Bây giờ như vậy thì nó cắt hẳn cái khối này ra luôn, mình sẽ thấy rồi. Tức là để làm cho nó càng ngày càng tiện lợi như này thì mình phải bỏ ra càng nhiều hơn. Đó. Và như vậy thì cái gì thấy rằng là đây là những cái mốt mà cái gì thấy đây là 2D truyền thống, và khi mình dùng 3D thì mình thấy được là cái phù cái cystic hygroma trong cái trường hợp rất rõ so với cái trường hợp trước cam để mình làm gì trên tấm đen đó. Những cái mà cái thoát vị não vùng cùng cục đó ha, cái gì thấy cái vùng cùng cục này nó tái tạo rất là rõ. Đây là một cái lưng bình thường, một cái đây là cái myelogenesis, cái là thoát vị não, màng não đó, đó. Cái gì thấy nó hở hở cái đốt sống cùng này, rất rõ. Và cái đây là cái tật quẹo chân, trên một cái lát cắt mà mình vừa thấy được cái xương cẳng chân mà vừa thấy được năm cái bàn chân năm ngón thì chắc chắn là đó là dị tật. Còn hoặc là mình chỉ thấy bàn chân mà không thấy cẳng chân, không thấy cẳng chân mà không thấy bàn chân. Còn nếu mà lấy cắt vừa thấy cẳng lấy vừa thấy xương cẳng chân và vừa thấy năm ngón của bàn chân thì chắc chắn đó là dị tật bàn chân, là trên 2D đó. Rồi mình sẽ tái tạo lại cái mốt đó thì mình sẽ thấy rất là rõ. Rồi, trong siêu âm thiên thai thì thứ nhất người ta dùng cái tần số cao nhất của đầu dò con vẹt trên 5 mm, trên lớn hơn hoặc bằng 50 MHz. Cái thứ hai cũng dùng mốt hài hòa. Cái thứ ba tần số khung hình cao nhất có thể. Như vậy thì người ta chỉ lấy một focus, cái độ sâu khảo sát càng nông càng tốt. Thấy chưa? Nó giống như những cái gì tôi dạy các anh chị, tức là phải tối ưu hóa ngay từ đầu. Cái hình phóng to thiên thai chiếm 1/3 cho đến 1/2 màn hình. Cái chức năng cụ hình cần được dùng để khảo sát. Đã. Rồi nếu mà mình làm tốt như những cái bước đó, cái này là tim thai nhưng mà rõ ràng giống như những cái lúc nãy giờ tôi nói, gần như tất cả các dị tật ở tim thai có thể được chẩn đoán bằng siêu âm tim thai với mốt 2D, và cái chẩn đoán được là từ 80 đến 90%, và một số trường hợp phải dùng thêm đốt đèn màu. Thì cái tối ưu hóa này là tôi lấy từ cái guideline của ISO năm 2013, chứ tôi không có tự nghĩ ra. Bây giờ
Như vậy là rất là nhiều cái guideline người ta đề cập đến cái tối ưu hóa. Đây là một cái thai. Như vậy thì siêu âm tim thai người ta sẽ xài, người ta sẽ khảo sát từ 18 đến 22 tuổi. Nhưng mà tôi thấy là các chị nên khảo sát 22, bởi vì 18 nó rất là nhỏ, nó khó khảo sát. Thì đây là một cái tim thai, giữa cái hình này và cái hình này thì người ta sẽ chọn cái hình thứ hai chứ không chọn hình thứ nhất. Là bởi vì cái hình thứ nhất này, cái hình thứ hai này nó khu trú vào cái tim. Theo cái tim nó chiếm 1/3 đến 1/2 mà cần khảo sát. Và người ta lăn ngược các mô nó rất là quan trọng. Đây là một cái tim mà trong thị tâm thu mình thấy gần như bình thường, bốn vùng tim. Nhưng mà mình lăn ngược các mô qua thị tâm trương mình thấy cái điểm giữa này nó trống quá. Không, đó là đây một cái trường hợp cái gì đó. Khi mà cái lá van trung nó mở ra trong thị tâm trương thì cái gì thấy nó trống luôn cái lỗ này. Thì lúc đó mình phải chẩn đoán này. Chứ người ta dừng hình trong cái thị tâm thu này mình nói cái tim thai bình thường. Trong cái đó là bệnh cái tim thai này là bệnh cái gì thấp. Đã. Mình làm đốt đen màu tim thai như thế nào? Cái gì đừng sợ màu nha. Thứ nhất là giảm cái bề ngang hộp màu, bề hộp màu vừa đủ để xài và thang và tốc màu thích hợp. Tức là mình phải giảm bề ngang hộp màu, giảm độ sâu hộp màu. Tức là cái độ màu, cái hộp màu nó càng lớn nó càng tốt. Cái hộp màu nó càng nhỏ càng tốt. Mà được nhỏ đến mức là không có phụ hay cấu trúc màu sáng, đúng không? Rồi, cái thang hoặc tốc màu thì nó tùy theo. Đối với tĩnh mạch phổi thì người ta để khoảng chừng 30 cm trên dây. Đối với gan và hai lá ba lá thì để 60-80 cm trên dây. Các đại động mạch tức là động mạch chủ, động mạch phổi thì đến như vậy thì cái gì đấy là tĩnh mạch phổi 30, và hai lá 60, đại động mạch 90 cm trên dây. Rồi, những cái mốt người ta làm trong tim. Cái mốt mà stick người ta làm rất là nhiều, cái thấy rõ các buồng tim, các vách mà các van rất rõ. Đây là thì tâm thu và đây là thì tâm trường. Tiếp theo là cái mốt stick người ta tái tạo lại, người ta thấy được hai cái đại động mạch bắt chéo nhau, còn đây là hai cái đại động mạch nó song song. Thì đây là cái trường hợp mà có khi mà hai cái đại động mạch nó song song thì nó có hai kiểu là thứ nhất là chuyển vị đại động mạch, tức là cái động mạch chủ thay vì nó từ thất trái thì bây giờ nó qua thất phải, nó nằm có động mạch phổi thì nó đảo ngược lại, thì nó sẽ có hai đại động mạch song song. Bình thường hai động mạch, đại động mạch nó bắt chéo thì nó song song. Trường hợp thứ nhất là chuyển vị đại động mạch. Trường hợp thứ hai là thất phải hai đường ra, tức là hai cái đại động mạch đó, động mạch chủ, động phổi nó từ thấp phải nó đi ra thì nó cũng đi ra song song nha. Đó, để nó sẽ tái tạo như vậy đó. Thì đây là một cái trường hợp bình thường, hai cái đại động mạch nó bắt chéo nhau. Mình dùng cái mốt này nó sẽ rất là rõ, còn mình làm 2D rất là cực các anh chị. Đây là cái thất trái, đây là cái thất phải, và đây là hai cái đại động mạch bắt chéo nhau. Còn đây là cái chuyển vị đại động mạch, thì lúc đó cái đại mạch chủ nó qua bên phải mà động mạch phổi nó qua bên trái, nó đi song song như thế này đó. Và đây là cái mốt tomo, tức là cái siêu âm cắt lớp tomo ultrasound imaging, tức là TUI, tức là đó, cái mốt này nó cũng tái tạo lên rất là đẹp cái hai cái đại động mạch bắt chéo nhau. Và cái mốt này nó gọi là cái bài hôm nay cái gì không thể nào nhớ hết được đâu, là bởi vì là mình biết những cái công nghệ đó để khi mình có máy thì mình sẽ bắt đầu dùng. Không thể nào ai mà học mà nhớ hết được hết á, mà mình không có máy mình phải hiểu được cái vấn đề để mình trang bị để mình xài thôi. Cái mốt người ta dùng gọi là cái này gọi là HD line và cái line sụt, các chị thấy cái hình nó nổi bật lên những cái cấu trúc mạch máu, đúng không? Nhưng mà để mới có được mấy cái mốt này cũng tốn nhiều tiền lắm các chị ha. Nhưng mà rõ ràng thì mình sẽ làm công việc nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đó. Đó. Anh chị thấy đây là một cái trường hợp bình thường. Cái này là cái mình cắt, cái lá cắt mà ở cái quai động mạch chủ và động mạch phổi đó, đây là bình thường. Còn đây cái trường hợp mà chịu sản thất cái đó, nó có cái dòng chảy đảo ngược ở trên cái này nè, ở trên cái ngược mà cái phía động mạch chủ qua động mạch chủ đó, thì cái này là mình chỉ thấy trên cái mốt này, tức là màu và dùng cái mốt stick và color đốt đèn nó kết hợp thêm một cái nữa là class body mode nữa, và hai
HD-Line nữa, tức là nó cộng chiều mốt nó kết hợp lại thì nó cho ra những cái hình rất là đẹp. Đó, anh chị thấy nó hoàn toàn không có bị nhiễu không, và cái gì thấy màu này nó trong tim nó thành khối luôn, thấy gì thấy không? Đó, rất là đẹp. Để mình coi cái cung rốn này cũng rất là nổi bật không, thì những cái mốt này nhìn thì rất là thích mà cũng hơi bị có tiền chút. À, nhưng mà rõ ràng nó công việc của mình sẽ nhẹ hơn rất là nhiều với những cái hình ảnh này. Quá đẹp đó gì ha, nó rất là đẹp. Rồi bây giờ mình ứng dụng trong phụ khoa. Thì lúc nào giờ cái gì chứ làm đầu giờ của anh Đào cứ làm 2D qua. Và tôi nghe mấy em sáng nay tôi hỏi mấy em thì nói là nhiều nơi có đầu giờ 3D mà cất kho 4 năm rồi, lấy ra vẫn còn mới nguyên, vì không ai biết sao, đúng không? Bây giờ một trong những cái mà gây vô sinh lý một hoặc là thai bất thường đó là dị tật tử cung. Dị tật tử cung gặp nhiều không? Gặp rất là nhiều. Ngày xưa người ta chỉ chẩn đoán bằng cách chụp HSG, nhưng mà HSG không phải là phương tiện hoàn hảo, tại vì nó chỉ chụp được cái lòng tử cung thôi, không coi được cái bờ ngoài tử cung. Thì sau này người ta chuyển qua dùng cái cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ thì chẩn đoán được dị tật tử cung rất tốt, nhưng mà đúng không? Thế bây giờ cái siêu âm mình làm được hay không? Rõ ràng đây là một cái quét khối, và cái gì thấy được cái nội mạc tử cung trên lát cắt vành. Đối với dị tật tử cung thì cái lát cắt để chẩn đoán là lát cắt vành, mà lát cắt vành của tử cung đó. Nhưng mà bình thường mình làm đầu dò quan hàm đạo dễ gì mình lấy được lát cắt vành vào đó, đúng không? Mình làm quan hàm bụng đầu tiên mình lấy được lát cắt vành, đúng không? Thì khi cái tử cung mà nó gặp vừa buông góc lên đầu dò này, đặt đầu dò đâu lấy luôn được cái lát cắt vành à? Không, quan hàm bụng á, nhưng mà nó độ phân giải cũng cao thôi. Thì người ta quét khối như này, cái gì đó người ta đưa cái đầu dò vô nó quét khối như này rồi dựng hình lên đó, thì mình sẽ lấy được cái lát cắt vành của tử cung, thấy chưa? Và mình sẽ chẩn đoán được rất là nhiều. Đó, cái gì coi người ta quét khối đó, người ta làm 3D, đây là 3D chứ không phải 1D, người ta quét khối đó, người ta dựng lên, đúng không? Như vậy thì mình sẽ lấy được cái lát cắt vành để chẩn đoán được cái dị tật của tử cung. Dạ đó, sau khi quét, đây là quét khối để dựng đó. Rồi thì cái dị tật tử cung thì nếu mà nói thì nó phải mất một thời gian nữa, cho nên tôi sẽ không nói trong ngày hôm nay ha. Mình chỉ biết là nó có rất là nhiều dị tật. Đây là cái phân loại theo cái hiệp hội vô sinh của Mỹ, thì người ta chia ra một số loại như thế này, và đây là những cái hình 3D để chứng tỏ rằng là siêu âm 3D nó có thể tái tạo hết cái dị tật. Thấy chưa? Còn sâu hơn nữa là hôm nay không nói nha, tại vì nói không có thời gian để mà nói. Đó, như vậy là 3D có thể dựng lên hết để chẩn đoán những cái dị tật của cái tử cung. Nó có thể coi được là cái vách ngăn ở cổ, nó đây là vách ngăn nó không hoàn toàn, đây là những cái vách ngăn hoàn toàn, và đây là nó chia hai cái cổ tử cung ra, tức là dựng được hết, dựng hình được hết, mình thấy rõ là nó có mấy cái cổ tử cung. Đó, rồi mình coi được cái độ sâu của lớp cơ ở đáy nè. Tại vì cái này nó quan trọng lắm, mình sẽ chẩn đoán được nó là cái dị tật kiểu nào. Ví dụ như là vi khuẩn gây uterus nó khác với cái septic uterus, tức là mình sẽ đo cái khoảng cách từ đây này, mình nối hai cái sừng này và coi cái độ sâu của cái cơ này để chẩn đoán. Thấy không? Đó, cái gì thấy đây nè, người ta đo cái độ sâu này để chẩn đoán, thì nó là một cái acquis hoặc là cái septic uterus. Thì không có nhớ hết được đâu cái gì đó. Nhưng mà trong bài này á, là những cái phần chi tiết ở dưới đây rất là rõ cái gì nào. Muốn coi kỹ về cái dị tật tử cung thì có thể đọc sau. Đó. Rồi nó có thể khảo sát rất là nhiều. Ví dụ như là coi bất thường về vòng, nó có bị lệch chỗ không? Đây là cái vòng T đúng vị trí, đúng không? Như vậy là khi mình đặt cái vòng T vô đúng vị trí là như thế này. Cái nội mạc nó hình tam giác, cái vòng T nó này. Đây là một cái kiểu vòng khác, không? Cái này Việt Nam không xài. Cái kiểu vòng tròn tròn này là của Trung Quốc, mà cái này các anh chị sẽ gặp rất là nhiều, bởi vì Trung Quốc bây giờ qua đây sống còn nhiều lắm. Nào, rồi cái này rất là quan trọng, là bởi vì cái thai lạc chỗ đó
bây giờ nó trở thành một cái rất là thường gặp. Và vấn đề hồi nãy giờ các chị học cái thay làm chỗ là cái trên một cái tự cung bình thường, đúng không? Rồi bây giờ trên những cái tự cung di tập thì nó như thế nào? Rồi bây giờ cái gì theo dõi trên hình nha. Đầu tiên tôi nói cái tự cung này đây nè, cái thai nó nằm ở đây, không phải là ở đằng kẽ đâu. Cái thai này nó nằm ở góc gọi là ăn